Hello các bạn, lại là Phúc đây. Ở quận 6 có một cái quán mì trộn nằm trong hẻm mà mì trộn ăn kèm với lại thịt rim ngon vô cùng luôn. Các bạn đã biết quán này chưa? Menu thì đa dạng, giá chỉ từ 35.000 cho đến 45.000 đồng một phần thôi. Mà bạn nào ăn ngọt được thì đừng quên nốt lại địa chỉ này nha. Từ đường Võ Văn Kỳ thì Phúc sẽ rẽ trái vô đường Nguyễn Văn luôn. Các bạn chạy qua ngã tư Hậu Giang một chút xíu thì chú ý bên tay trái sẽ có một cái hẻm chạy vòng lại con lươn chừng 10m rồi rẽ phải vào hẻm là tới à. Hôm nay thì mình sẽ đi ăn ở mì trộn Thái Phiên nằm tại số 361 xuyệt 2 đường Nguyễn Văn luông phường 12 quận 6. Quán sẽ bán từ 9 giờ sáng cho đến tầm 9 giờ đêm mỗi ngày. Một cái điểm đặc biệt là nếu mà các bạn ăn tại chỗ thì giá sẽ rẻ hơn menu 7 ngày nha, chứ mà cái lúc tính tiền tôi hết hồn luôn. Ví dụ như là mì trộn phá lấu, mì trộn xá xíu, heo giòn, mì trộn thịt xào, mì trộn gà mắm tỏi hay là mì trộn lạp xưởng giá chỉ có 35 000 đồng một phần à. Phút gồm một phần mì trộn heo giòn giá là 35 000 sẽ có ba rọi heo chiên, tấp mỡ mắm tỏi thêm hành phi cải thì ăn kèm với lại một tô súp lòng đào. tôi gọi thêm một phần mì trộn thái phiên đặc biệt chỉ tốn có 45 000 trên menu ghi là 52 000 bao gồm thịt xá xíu, phá lấu, heo giòn, tay heo, gà mắm tỏi, bò viên tớp mỡ mắm tỏi ăn kèm với là hành phi cải thiện và một chén súp lòng đào nữa tôi phải công nhận là nước sốt thịt rim ở đây ngon xuất sắc luôn sẽ phù hợp với những bạn nào thích ăn ngọt nha còn ai mà ăn lạc thì nên cân nhắc chưa kể tôi gọi thêm một chén tớp mỡ mắm tỏi rim ngon gì đâu á mà cô chủ quán không có chịu lấy tiền chén nước súp còn có một cái trứng lòng đào được chiên áp chảo bên trong còn có hành lá củ cà rốt mì trộn thì hơi lạc nhưng mà ăn kèm với lại các loại thịt chiên hay là gan mắm tỏi thì ăn cũng khá là hợp bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể gọi thêm phá lấu xá xíu heo giòn lạp xưởng hay là súp bò viên nữa nha các bạn đừng quên đăng ký kênh để có thể khám phá thêm nhiều địa điểm ăn uống ngon rẻ bình dân ở sài gòn nha